Chẳng biết 300 năm lẻ nữa người đời ai khóc tố như trăng. Và câu thơ này nằm trong bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Và đó là Độc Tiểu Thanh Ký. Chúc mừng Xuân Mạnh đã vươn lên dẫn đầu với 220 điểm. Giải thưởng có giá trị cao nhất từ trước đến nay trong suốt 23 năm của đường lên đỉnh Olympia. Gương kia ngựa trên tường, Olymp ai cháy được dường như ta. Em Xuân Mạnh nhá, có thể điểm em ấy thấp một tí thôi, nhưng em ấy có cái sự tự tin. Em ấy bùng cháy đúng thời điểm và em ấy lật kèo trở thành nhà vô địch. Ai dài nó tuyệt vời ở cái chỗ đấy. Gương thần nhá, đất ứa nhá, nói nhời mà không giữ lấy nhời nhá. Thế mà trước khi đi cầu, Chiêm Bao bảo tôi là cứ đi cầu nào thắng cầu đấy, chỉ cần đi cầu thôi là vô địch. Thế mà rồi ôi, khổ thân Nguyễn Trọng Thành của tôi. Chơi thì rõ hay, thế mà lại không may. Mà đấy, bản thân mình thua hay không thua, thua sân lắm mới cay. Có gì đâu mà cay bạn, không việc gì phải cay hết. Thắng thua đó là chuyện bình thường. Tóm lại là giỏi thì là thắng thôi, đơn giản. Cái cảm giác chiến thắng ấy, nó dâng lên, xong nó boom, nó trào ra. Mà tôi nói bạn, thắng nó phê, mà nó không chỉ phê lúc đấy đâu. Nó phê phải là phê mấy ngày liền ý. Này, thôi, từ nãy giờ là flex hơi nhiều đấy. Tôi nói thật với bạn, ok là đành rằng là Xuân Mạnh thắng, là giỏi, là thuyết phục, đúng không? Trọng Thành thì tôi về nhì, ok. Về nhì thuyết phục cũng okay. Nhưng mà tôi nói thật với bạn nhé, đấy là về các thí sinh, chứ còn xét về mặt kiến thức nhá, giữa tôi và bạn đi, tôi và bạn đi thì tôi đảm bảo bạn là tôi về đích trước bạn, là tôi phải hơn, tôi phải là vô địch luôn. Này, tôi lại sợ. Không có thể được. Đừng cãi nhau, nữa. Thích tranh tài kiến thức đúng không? Đúng. Làm thí sinh luôn. Chơi. Lấy luôn cái câu mà đang hot trên mạng mấy ngày hôm nay, cho bốn số nguyên dương phân biệt, sao cho tổng của mỗi hai số chia hết cho 2, tổng của mỗi ba số chia hết cho 3, và tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bốn số đấy. Anh ơi, hết 10 ngón tay rồi. Xin lỗi, em có ý kiến như thế này là riêng với câu hỏi này ấy, thì em cũng đã quá rõ rồi. Thế nhưng để tạo cơ hội cho Sơn Lâm một lần nữa khẳng định đấy là điểm cầu vô địch, và Sơn Lâm có một kiến thức rất là sâu rộng, thì em xin phép được nhường câu trả lời này cho Sơn Lâm. Ôi giời, em nói thật là em chơi như thế là quá tạo điều kiện và chơi đẹp rồi. Thôi, anh cứ ngồi đây là anh chờ đợi câu trả lời của Sơn Lâm. À nhưng mà mình hết 10 ngón tay rồi. Cho em hỏi nhỏ cái, thế tóm lại cái số nguyên dương nó là số gì hả anh? Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã khép lại và gọi tên người giành được chiếc vòng nguyệt quế vinh quang, đó là Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa. Với câu hỏi mà anh đặt ra cho hai thí sinh ngoại tuyến của VTV đó là Lâm và Tà đấy, thì em mới thấy là chung kết đã khép lại nhưng vẫn còn một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp thật. Câu cuối cùng của anh đâu anh? Tức là lúc đấy là thời gian mà lên sóng truyền hình trực tiếp là bắt đầu bị lố rồi, cho nên là mình không được giải thích nhiều thêm nữa. Sau cái chương trình đấy thì mọi người cũng comment vào rất nhiều. Cái câu toán đấy nó nằm trong bộ đề thi toán quốc tế IMSO năm 2014. Cho bốn số nguyên dương phân biệt, sao cho tổng của mỗi hai số chia hết cho 2, và tổng của mỗi ba số chia hết cho 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bốn số này. Vì tổng hai số bất kỳ chia hết cho 2 nên bốn số này phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Đúng. Vì tổng ba số bất kỳ chia hết cho 3 nên mỗi số chia 3 đều phải có cùng số dư, tức là bằng số dư của tổng khi chia cho 3. Vậy số thứ hai phải lớn hơn số thứ nhất ít nhất 6 đơn vị, nếu 3 đơn vị thì lại khác đi chẵn lẻ. Suy ra là bốn số có tổng nhỏ nhất và mãn yêu cầu là 1, 7, 13 và 19. Tổng là 40. Ngày xưa anh Huy học mấy đấy, trường học tự nhiên đấy, em chưa biết điều này đúng không? Nên là anh sẽ dễ tư duy hơn. Và xin chúc quý vị, nếu như quý vị là những thí sinh hoặc là phụ huynh của những thí sinh mà chuẩn bị thi kỳ thi toán quốc tế thế giới, thì sẽ tìm ra được lời giải cho câu hỏi này, câu hỏi cuối cùng của đường lên đỉnh Olympia, và là khoảnh khắc quyết định ai là nhà vô địch. Hai thí sinh thì chúng ta đã biết kết quả rồi, nhưng liệu Minh Chiết đưa ra cái quyết định rất là quan trọng trong cuộc chung kết đấy, vì sao anh có hỏi bạn ý sau khi trận đấu diễn ra không, và liệu Minh Chiết có biết kết quả không anh? Cái đấy đúng hay không thì chỉ Chiết biết. Bởi vì là sau khi chương trình diễn ra rồi, anh có hỏi là Chiết ơi, em lúc đấy em có biết đáp án không, thì lúc đấy thì cũng để nói làm gì nữa đâu, đúng không? Đúng. Sau khi đáp án đã đưa ra rồi, anh thì lúc đấy anh chỉ thấy là rất là tuyệt. Đúng rồi. Đối với một người làm truyền hình, cái quyết định đấy của Chiết làm cho mình lại được thêm khoảng tầm 2 phút hồi hộp, tim lại nhảy loạn xạ. Chả phải đấy là những điều mà mình mong muốn ở một chương trình như vậy sao? Đúng không? Đúng thế. Và nó như là một cách mà Minh Chiết đưa thêm một ngôi sao hy vọng cho Trọng Thành ấy. Đúng rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu 5 điểm nữa thôi. Câu hỏi của tôi
cơ hội của tôi dành cho các bạn để các bạn thực sự lựa chọn em ai là người xứng đáng hơn, thì cái trận chung kết nó vỡ hòa cảm xúc là ở khoảnh khắc đó. Để công bằng nhất thì em sẽ dâng câu hỏi này để hai bạn có thể tranh tài. Xuân Mạnh, sau khi cuộc thi kết thúc thì bạn có trả lời phỏng vấn đúng không? Thì bạn ấy có nói là lúc đó bạn ấy có bấm. Đúng ạ. Và chúng ta có thể nhìn trên hình cái đoạn đấy thì cũng có thể nhìn thấy Xuân Mạnh đang lúi húi làm gì đó với con chuột. Và ở trường quay thì anh nghe rất rõ là Xuân Mạnh có bấm. Đúng rồi. Nhưng bạn ấy có đưa ra câu trả lời đúng hay không thì anh không biết. Bởi vì là khi mà đang ngồi ăn với bạn ấy thì anh hỏi câu hỏi đó, em đưa ra đáp án là gì? Mạnh bảo lúc đầu em nghĩ là 60. 60 thì cũng là sai rồi đúng không? Đúng rồi. Em có để ý đến câu slogan của bạn Xuân Mạnh. Đấy là xứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vòng nguyệt quế vinh quang trở về. Đấy, em nghe xong câu này là em nghĩ là biết ngay kiểu gì bạn này cũng sẽ giành chiến thắng. Và sau khi mà bạn ý thi cái phần thi khởi động này hay là phần thi vượt chướng ngại vật, thì mặc dù là bạn ý giành những cái điểm số khá là thấp, nhưng mà sau đấy em thấy là bạn ý không hề mất bình tĩnh, mà thậm chí là em thấy bạn ý có cái sự quyết tâm hơn và kiểu như là chiến đấu quyết liệt hơn để có thể giành phần thắng trong những cái phần thi tiếp theo của mình. Em cũng thấy là Mạnh là người giữ được phong độ về sự tự tin là ổn định nhất đấy anh nhỉ. Nếu như mà Việt Thành thì có thể sự tự tin ở đầu, nhưng sau đấy chỉ cần có một vài câu mà mất điểm là bạn ấy, em cảm thấy một người lạnh lùng như thế cũng thể hiện được cái sự lo lắng. Bạn ấy đứng vò đũa tay, còn ở phía dưới thì ông Chiết cứ đập bàn như này. Nhìn rõ luôn cái đoạn đấy là các bạn bị mất bình tĩnh rất nhiều sau những cái câu hỏi mà mình không trả lời được. Nói về sự tự tin thì em cũng có để ý, đấy là trên bàn của bạn Xuân Mạnh, ngoài cái chiếc cúp của Đông Á Thanh Hóa để bạn lấy vía ấy, thì em có để ý là có một hộp sao. Rồi em sẽ cho anh chị biết nguồn gốc của hộp sao đấy đến từ đâu. Chào mọi người, em là Lê Vũ Ngọc Mai, em là học sinh lớp 12A9 trường Trung học phổ thông Hàm Rồng. Và em là bạn thân của Xuân Mạnh. Em nói gì về món quà này nào? Đây là những ngôi sao mà không chỉ là một mình tình cảm của em mà là còn là tình cảm của những người bạn của em ở trong lớp A9. Và em hy vọng là những ngôi sao này cũng chính là những ngôi sao hy vọng nhất của Xuân Mạnh để bạn có thể chiến đấu một cách tốt nhất trong hành trình Olympia của mình. Nói chung là rất nhiều những món quà tinh thần và vật chất đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra ở trên bàn của Xuân Mạnh thì còn một cái tượng nho nhỏ là tượng đài Lê Lợi do dòng họ Lê tại thành phố Thanh Hóa treo tặng cho khi bạn ấy đi thi. Quá nhiều những món quà về tinh thần đúng không? Bật mí của anh Huy thì em mới thấy là đầu cầu Thanh Hóa rất là đầu tư ha anh ha. Đầu tư từng những cái kỷ vật may mắn, bảo vật may mắn tại trường quay S14. Và em thấy anh vẫn thiếu một thứ rất quan trọng để khiến bạn bấm rất là nhanh này và trả lời rất là quyết đoán. Cái gì? Đó chính là một hộp phấn rôm. Phấn rôm để tay nó không bị trơn. Có phải cái lúc mà Xuân Mạnh cứ lại cúi xuống luôn bàn đúng không? Rồi. Và lọt và lọt hình rất là nhiều là những cái cảnh mà tự nhiên chị thấy ba thí sinh mà không thấy Mạnh đâu. Bởi vì bạn ấy ta như ở thi thể thao đúng rồi, vì em ngồi ngay ở chỗ khán đài để theo dõi bốn bạn thí sinh. Em ấn tượng cực kỳ luôn, chuẩn bị rất kỹ anh ạ. Em cũng thấy điều đấy thể hiện rất là rõ trong cái phần thi nước rút về đích của bạn ấy khi đúng mà rồi. Xuân Mạnh đứng vị trí thứ 3. Lúc đó thì bạn ấy đạt số điểm là 100 điểm và đúng cách rồi. Người dẫn đầu là 125 điểm. Quá xa. Và em cũng muốn hỏi anh Huy là với cái khoảng cách như thế thì thông thường cái khoảng cách xa như thế thì cái tỷ lệ thắng liệu có cao không anh? Rất ít luôn đấy. Phần thi dành cho riêng Xuân Mạnh, bạn lựa chọn 3 câu hỏi 30 điểm kèm với ngôi sao hy vọng thì tổng số điểm mà bạn giành được là 120. Là max rồi đúng không? Là max. Và bạn phải cướp được ít nhất một câu của Minh Chiết, người thi sau đó thì mới vượt qua được số điểm 125. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 thì chỉ có 2 thí sinh giành được trên 120 điểm ở phần thi về đích. Có một thí sinh giành được 140 điểm và một thí sinh giành được 150 điểm, chính là Trọng Thành. Trong khi đó mà số điểm 150 đó thì là 80 điểm là cướp từ của các bạn khác. Tỷ lệ quá là thấp. Nhưng nếu như mà những ai đã theo dõi Xuân Mạnh thì mới thấy là bạn đã từng áp dụng cái chiến thuật này cùng với sự tính toán rất là kỹ lưỡng, giống như là cách trong vòng thi quý. Trả lời khá chắc chắn và bạn xứng đáng nhận. Chiến thuật của Mạnh được thể hiện rất rõ trong vòng thi quý. Trước khi Trọng Tín bước vào câu hỏi cuối trị giá 20 điểm, Xuân Mạnh đang có 170 điểm, tạm đứng đầu và hơn thí sinh đứng thứ hai là 10 điểm. Mạnh hiểu rằng nếu đối thủ giành 20 điểm từ gói của Trọng Tín, em sẽ để tuột chiến thắng. Trong khi đó, nếu Mạnh giành quyền trả lời, ngay cả khi đáp án sai, em chỉ bị trừ 10 điểm bằng kết quả với thí sinh đứng thứ hai, hoàn toàn có thể bước vào vòng thi phụ cạnh tranh sòng phẳng số điểm tiếp theo để giành chiến thắng. Xin mời. Xin mời Xuân Mạnh. Câu trả lời của em là ngành du khoa mà ngành run rẹp ạ.
Đó là câu trả lời chính xác. Cái khuôn mặt đấy là khuôn mặt rất tự tin, chứ không phải là muốn bấm để mà họa hoàn 50-50. Mà chiến thuật bấm chuông ấy, thì anh thấy các bạn càng về sâu thì các bạn đều có những cái chiến thuật rất là rõ ràng luôn ấy. Xuân Mạnh cũng có một cái chiến thuật tính toán rất là kỹ càng khi mà bạn ấy biết thế mạnh của mình là về lịch sử này, về văn hóa xã hội này, hay là về văn học. Năm nay cũng chứng kiến số lượng câu hỏi ngược lại từ thí sinh dành cho anh và ban cố vấn cũng rất nhiều. Đúng. Em thưa anh là trong câu hỏi có nói đến việc là nhắc đến hai câu thơ nào trong bài thơ nào của Nguyễn Du, thì em nghĩ đáp án nên chấm bản phiên âm từ bài thơ đấy, không nên chấm các câu dịch, vì bài thơ này có rất nhiều dị bản dịch và mỗi một dị bản dịch có cách dịch khác nhau, nên là chúng ta chỉ nên chấp nhận hai câu thơ chính được phiên âm chính xác từ trong bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Anh có run không? Anh không run đâu, bởi vì là đấy chính là cái phần anh thích nhất. Các bạn ấy dám đưa ra những cái ý kiến của mình và bảo vệ cái luận điểm của mình. Đúng rồi. Còn lại thì anh cũng không phải là người giải quyết cái việc đấy, bởi vì là giải quyết việc đấy là ban cố vấn mới có thể giải quyết được xác đáng nhất. Và quyết định của ban cố vấn thì luôn luôn là quyết định cuối cùng rồi. Đấy là luật của Olympia rồi. Và sau khi mà Mạnh giành chiến thắng, người đầu tiên bạn ấy ôm là Minh Chiết, là hai bạn Thành kia. Đây là một khoảnh khắc quá tuyệt vời mà em không nghĩ là cái sự gọi là hiếu thắng một chút từ Mạnh nhá, nó lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của em. Họ ấm áp, họ thân thiết với nhau như thế. Đấy mới là cái điều mà Olympia mong muốn có. Đúng rồi. Là không chỉ là các bạn cạnh tranh với nhau ở trên sân khấu, mà sau khi cuộc thi diễn ra thì các bạn sẽ là những người bạn của nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đấy, Olympia là một gia đình.